anh chị em cô bác ở trong kênh trong group Con Đường Tự Do Tài Chính. Em xin giới thiệu bản thân là em là An, em quê Nghệ An, gốc Quỳnh Lưu. Em làm video giới thiệu bản thân, phần thứ nhất là tiểu sử bản thân, em đã quen là hiểu thế nào, con đường em đến với tiền với YouTube và con đường em chọn như thế nào. Thứ hai là định hướng tương lai của em. Thứ ba là công việc hàng ngày của em. Thứ tư là thông tin liên lạc của em. Trong phần thứ nhất thì mình ngay trước là em xin chào thầy Hiếu và tất cả anh chị em cô bác ở trong kênh trong group Con Đường Tự Do Tài Chính. Em xin giới thiệu bản thân là em là An, em quê Nghệ An, gốc Quỳnh Lưu. Nhưng em ngay trước cách đây khoảng 2 năm, gần 3 năm rồi đấy, là em có duyên em biết được thầy Hiếu. Em cũng có tìm hiểu, cũng có thực hành, cũng có làm một số kênh YouTube. Nhưng mà lúc này thì em đang tập trung để học, cho nên là bây giờ em chưa có là cho nên là em bắt đầu em mới dừng, tạm dừng. Và sau 2 năm, hơn 2 năm, gần 3 năm sau khi học xong cấp 3 xong, bắt đầu em lại quay lại làm YouTube. Bởi vì cái này là em là định hướng nó thế này, bởi vì em cũng có học hỏi rồi, cũng có xem, cũng có nghe nhiều, cũng có biết. Thì em cũng có đọc sách về đầu tư làm giàu, rồi đọc cuốn sách Dạy Con Làm Giàu đấy. Thì người ta mới biết là thằng làm chủ nó sẽ khác thằng làm tư, sẽ khác thằng làm công thế nào, khác biệt như thế nào. Và em cũng ngầm, em cũng xem xét những cái anh chị em cũng như là cô bác cũng đã trải đời rồi, đi làm nhiều rồi, mình được kinh nghiệm thế này, sống trong cuộc đời đòi làm 6-70 năm thì mình phải sống, mình làm chủ, mình còn tự do tài chính, chứ còn suốt ngày mà đi làm công thì cuộc đời cũng còn gì thú vị nữa. Thì em phải được kinh nghiệm là em chọn con đường kiếm tiền online, tự do tài chính. Thì sau này là sẽ là định hướng công việc của em, định hướng nghề nghiệp tương lai của em là sẽ đi theo lĩnh vực tiếp thị liên kết như Amazon, Clickbank, Zirezu, tương tự những cái như vậy. Cho nên bây giờ em đang học và làm cái này. Và em thực hiện ban đầu là vì ban đầu là em học sinh cũng mới 18 tuổi, nên là em ít vốn, nên là em mới làm YouTube, hay tiền của mẹ làm YouTube. Thực ra thì ban đầu thì bố mẹ không cho, bởi vì cái lĩnh vực này ở chỗ em là rất ít người làm và rất ít người biết đến, cho nên là cũng chưa tin tưởng lắm. Cho nên là em đã có định hướng là con hứa bố mẹ trong vòng 2 năm con nếu mà không tạo ra nguồn thu nhập mỗi tháng không cao hơn những người đi xuất khẩu lao động hay là những người đi du học mà làm ra khoảng tầm 2.000 đến 3.000 đô hơn tầm đó, thì nếu không được thì con sẽ đi du học với bố. Nhưng mà bây giờ em phải quyết tâm chắc chắn là trong vòng 2 năm phải làm được. Lúc này và trong 2 năm này em đang còn học tiếng Anh, đang rèn luyện bộ tốc tiếng Anh để mà sau này mình có thể là sau 2 năm mình đạt được YouTube rồi, thành công với con đường YouTube rồi, mình sẽ lập sang thị trường nước ngoài, mở những cái kiểu bán hàng nước ngoài, rồi những cái kênh YouTube, những cái website bằng tiếng Anh của mình để mà mình có thể bán hàng trên những cái thị trường nước ngoài để mà đạt được tự do tài chính. Thì đó là định hướng của em. Công việc hàng ngày của em á, thì trong đó là thực sự thì mà nói á, thì bây giờ em 18 tuổi rồi, lớn rồi, cho nên là em sẽ định hướng là em sẽ đi ra là mở riêng, ở bên ngoài là mở riêng. Vấn đề thì bây giờ thì em vẫn chưa là đi ở riêng, cho nên là em vẫn đang ở nhà, cho nên là chưa có thể nên phân bổ thời gian. Bây giờ của em là cùng 9 tiếng, trong đó là 1.5 tiếng một ngày đọc sách. Trong sách thì có mà sách phát triển bản thân này, sách làm giàu, sách kinh doanh này đấy. Còn 3.5 tiếng là học tiếng Anh, 3.5 tiếng học tiếng Anh, còn lại là làm YouTube. Thì ban đầu thì bây giờ thì em đang tập tành làm kênh clip, rồi các kênh và em thực hành cách tạo email chân thành thảo, rồi tạo kênh chân thành thảo, lập Facebook, tạo những cái hệ thống mạng xã hội để mà kinh nghiệm đang trên con đường đó. Còn số điện thoại và thông tin liên lạc của em thì số điện thoại của em là
0129836 9618. Còn Facebook của em là Hồ Ngọc Hoài An. Đó là thông tin liên lạc của em. Thì em làm video giới thiệu bản thân này, mong được trao đổi, chia sẻ cùng với kinh nghiệm, cùng với anh chị, cùng với các bạn, các anh chị, các bạn bè, cùng các sư phụ, để mình cùng trao đổi, để mà mình cùng phát triển và được đạt được tự do tài chính và hạnh phúc trong cuộc sống. Thank you.